Hello, xin chào cả nhà. Chào mừng cả nhà đến với kênh của mình ha. Hôm nay mình ăn cơm sườn cả nhà. Mình qua Úc này được 1 tháng mấy rồi. Chưa ăn món cơm sườn của Việt Nam cả nhà. Hôm nay mình ăn được làm cái món cơm sườn Việt Nam ăn ha. Có sườn trứng nè. Đây, sườn heo nướng ha. Chan miếng nước tương vô. Đó. Rồi, giờ mời cả nhà ăn với mình ha. Vào đây tháng mấy rồi mới được ăn cơm sườn nữa. Thật ngon á, ớt dừa ăn qua bên Úc này cái nào đi làm công việc hôm nay cực, nhưng mình không biết tiếng Anh đó, nó làm những công việc nặng rồi. Còn người mà ta biết tiếng Anh rồi ta lại tìm những công việc nhẹ kiểu như là, nói chung là dốt vậy đó. Ai nói qua nên Úc này sướng đâu, sướng gì đâu, làm đầu tắt mặt tối, sáng sớm đi làm chiều bữa 5-6 giờ về, về ăn uống xong lên ngủ, ăn sáng đi làm sớm chứ thức khuya quá sáng đi làm nổi. Sống bên đây nó nhiều chi phí, tiền nhà, tiền điện thoại, tiền nước, tiền điện, ôi đủ thứ, tiền ăn. Dễ kiếm tiền thiệt nhưng mà chi phí sinh hoạt nó rất là cao. Mình đi làm á, vô kho lạnh đấy các em, giờ mấy cái tay này nó đau nhức luôn. Kho lạnh thì mình cho trong nước thì mình còn nhúng nước xuống, mình vớt đồ ra. Thứ hai nữa là việc nặng nữa. Chuyển hàng lên xe tải nha, không không có gì sớm nha. Đây không có nghề, không biết tiếng Anh là không có làm việc gì được việc nhẹ đâu.
Thịt ớt gì ăn quá. Có xả luôn, ngon. Bên đây mấy quán ăn nó nấu những cái món ăn gì nó cũng lạc lạc không, nó nấu theo kiểu Tây vậy. Không có nghiêm gia vị dâm đặc như Việt Nam mình. Thường nên tao mang một ngọt Việt Nam mình ăn ngọt lắm. Thẩm mình lúc này chỉ sướng cái là bệnh không tốn tiền thôi, nít có chính phủ lo, nít sanh con ở đây á, cho tiền sữa tới 18 tuổi, thất nghiệp được được ăn tiền thất nghiệp. Còn đi làm kiếm tiền thì công việc này nó cực lắm, ta đi ta làm đây nó không phải như Việt Nam làm từ 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 đâu, đây người ta làm tốc độ nhanh. Mất cả. Cả nhà mình ai có điều kiện chuẩn bị qua Úc này, qua Úc này trải nghiệm thử ha, thử cuộc sống mình đây như thế nào ha. Coi qua đây coi nó sướng hay là khổ. Rồi, mình dừng video đây nha cả nhà. Cảm ơn cả nhà đã xem video này ha. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.